Cách đây không lâu, tiên sinh Thái Minh Thông đã kể cho tôi nghe câu chuyện báo ứng có thực của gia đình ông. Ông cố của Minh Thông rất giàu, điền sản phong nhiêu, nuôi trâu cày cấy. Hôm nọ, ông cố đang xỏ mũi con nghé, nó đau quá nên tung chân đá nhầm chỗ hiểm, làm chủ nhân phong mạng. Ông nội Minh Thông thấy ba mình chết thảm, nổi giận xung thiên, liền cầm chùy đến, quyết đập chết con trâu nhỏ. Trâu mẹ thấy chủ cầm hung khí, vội quỳ xuống trống lên đau khổ, mắt tuôn lệ đầm đìa, tỏ ý van xin chủ nhân đừng giết con mình. Nhưng ông nội Minh Thông cơn giận đang bốc cao khó kiềm chế, nên cứ nện chùy liên tục vào đầu con trâu nhỏ, khiến máu văng bắn tung tóe và con nghé ngã xuống đất. Ông nội liền chặt chân tay nó, treo thân thể lên cây. Trâu vẫn còn sống mà bị ông lột da, xẻo từng miếng thịt, hành hạ đến tận cùng. Do nông dân ở đây không ăn thịt trâu, cho nên ông cứ xẻo thịt ném loạn xạ trên đất, để mặc cho nó ung thối sinh dòi. Con trâu bị hành hạ ngược đãi thống thiết, chịu cảnh đau đớn này kéo dài đến 3 ngày sau mới tắt thở. Sau đó, ông nội Minh Thông mơ thấy có một đứa bé nói với mình: "Ngươi khiến ta phải sớm xa lìa tình yêu thương của mẹ, còn độc ác tàn nhẫn, lột da, xẻo thịt, hành ta thống khổ 3 ngày mới chết. Ta nguyện sẽ báo thù, khiến 3 đời dòng họ nhà ngươi sống chẳng an, phải chịu cảnh gia phá nhân vong." Sau đó, ông nội kết hôn, sinh được 1 trai, là phụ thân của Minh Thông. Thằng con mới được 3 tuổi thì vợ ông mất. 3 năm sau, ông nội tục huyền. Phụ thân Minh Thông trưởng thành, kết hôn và sinh ra Minh Thông. Khi Minh Thông được 3 tuổi, thì mẹ ông vô duyên vô cớ bỏ nhà đi mất. Minh Thông lên 6 tuổi, thì phụ thân tục huyền. Tính ra cả 2 đời họ Thái đều phải sớm lìa mẹ ruột và hứng chịu cảnh mẹ ghẻ ngược đãi. Hiện tại, ông nội bà nội, cha mẹ Minh Thông đều đã qua đời. Minh Thông sau khi kết hôn cũng sinh được 2 con. Nhưng lúc con trai trưởng 3 tuổi, con thứ 1 tuổi thì tình cảm vợ chồng ông đang thấm thiết, bỗng sinh chuyện phải xa nhau. Khi thằng con cả 6 tuổi thì ông ly hôn vợ cũ và cưới vợ mới hiện nay. Thái Minh Thông hồi nhỏ từng bị em trai đánh vào đầu gây thương tích nặng. Hiện giờ nơi đầu còn vết lõm vào. Người bình thường đi đường thì cẳng chân và bắp đùi phải thẳng mới dễ bước. Nhưng riêng ông mỗi lần đi đường do sưng sụn chỗ đầu gối cứ nhô ra, nên đi đường hay bị va đập, vì vậy mà phải mổ lấy xương đó ra. Không những thế, lúc ông phục vụ nơi quân ngũ, bỗng phát bệnh đau bụng, các bác sĩ chẩn đoán là đau ruột dư phải mổ cấp. Nhưng lúc tiêm thuốc, họ vô tình làm tổn thương thần kinh xương sống, khiến ông chẳng những không thể cúi khom mà còn khó thể đứng lâu. Sau khi giải ngũ, ông lại gặp phải tai nạn bị gãy chân. Hiện giờ do gắn trụ thép ở bên trong nên cử động càng thêm bất tiện. Chưa hết, trước khi ngủ, ông luôn phải nhờ vợ cầm chùy đến nện vào chân mới ngủ được, ngày nào cũng vậy. Minh Thông khẳng định mình chính là ông nội chuyển thế đầu thai nên mới bị đánh trọng thương, bụng còn bị mổ nhầm đau đớn, đêm nào cũng phải nếm cảnh cho chùy đập vào chân mới ngủ được. Các hiện tượng này đều là trả báo. Năm nay, Thái Minh Thông 31 tuổi, nhờ tham dự Phật tất tu trì mà được cảm ứng vi diệu, có thể nhớ ra tiền kiếp và thuật lại cho tôi nghe. Vì vậy, quý vị không nên sát sinh, phải phóng sinh và phát tâm từ giúp người bần khốn. Nên biết hỗ trợ giúp mọi loài sống an thì cuộc sống ta cũng được an. Sư Huệ Thâm kể, ngày 30 tháng 10 năm 1982, trích dịch tạp chí Từ Vân, quyển 7. Tháng 6 tuyết rơi. Trước đây, tôi luôn cho rằng câu chuyện này là kịch bản hư cấu nổi tiếng do Quan Hán Khanh sáng tác, nào ngờ lại là chuyện thật. 7-8 năm trước, thông qua một tu sĩ trong Vạn Phật Thành, tôi được đến Đài Loan nghe trường giáo sư thuật lại tỉ mỉ các việc lạ lùng mà bà đã trải qua. 30 năm trước, bà làm công tác từ thiện tại Đài Loan,
chuyên tư vấn tâm lý, là người tiên phong vực dậy trào lưu tốt cho xã hội. Vì vậy mà các ủy viên công tác từ thiện ở Đài Loan đều gọi bà là Trương giáo sư. Tôi biết tên thật của bà, nhưng ở đây chúng ta cứ gọi bà là Trương giáo sư. Hiện nay Trương giáo sư đang ở Mỹ. Tôi có điện thoại trò chuyện cùng bà. Bà là cư sĩ tu tại gia, ăn chay trường, nói năng cẩn trọng, chuyên trì chú Đại Bi và niệm Phật. Bà thường đi khắp nơi truyền bá Phật Pháp. Hiện nay bà hơn 70 tuổi. Trước khi kể chuyện của mình, Trương giáo sư đã mở đầu như sau: những việc xảy ra cho tôi có nhiều linh dị. Tôi nghĩ không phải ai cũng gặp chuyện giống như mình. Nhưng chẳng thể gì các vị không gặp những chuyện này mà vội kết luận rằng đây là quan đường không có thực. Nghe xong câu chuyện của tôi, các vị muốn phê phán sao thì tùy, tôi không dám có ý kiến. Nhưng tôi kể hoàn toàn trung thực, quyết không hề giọng ngữ. Về điểm này thì xin hãy tin tôi. Đây là câu chuyện nhân quả báo ứng tuyệt hay mà bút giả may mắn được nghe chính miệng Trương giáo sư kể ra. Thiết nghĩ, những người giữ chức vụ cao, nắm quyền sinh sát trong tay cũng nên xem sẽ rất có ích. Giờ xin ghi lại chia sẻ cùng quý vị. Trương giáo sư vào đại học muộn do sinh con rồi mới thi. Tốt nghiệp lúc 33 tuổi, lúc này bà đã có 3 con trai. Năm 33 tuổi, vào tháng 5 bà phát hiện mình mang thai, dự tính sẽ lâm bồn đúng vào ngày sinh nhật thứ 34 của mình. Khi mẫu thân bà hay tin này thì kiên quyết yêu cầu bà phá thai. Thế mẹ mình xưa nay tin thờ Phật, lại ăn chay nhiều năm, luôn giữ giới bất sát nghiêm nhặt. Nhưng vì sao bây giờ lại yêu cầu mình phá thai? Bà Trương cảm thấy rất kỳ quái. Dù có gặng hỏi đến mấy, mẫu thân vẫn không chịu giải thích nguyên nhân. Khi Trương giáo sư mang thai, xảy ra hiện tượng rất lạ. Thứ nhất, trong người bà khó chịu khiến phải thường xuyên đập đầu vào tường. Thứ hai, khi nôn ọe thì cứ đòi chồng và ba đứa con trai phải đánh mình, còn buộc họ phải dốc hết sức mà đánh. Có vậy thì bà mới dễ chịu. Nếu chồng và con không chấp nhận thì bà liền trở mặt với họ. Đây là hiện tượng kỳ quái mà những lần mang thai trước bà chưa hề bị qua. Khi bà Trương mang thai đến tháng thứ tư, thì bạn của thân mẫu bà là một tu sĩ ở Đài Trung có việc đến Đài Bắc nên tiện đường ghé thăm nhà họ. Mỗi lần gặp vị tu sĩ này, Trương giáo sư đều đảnh lễ. Lần này bà Trương lễ rồi, lại xin lễ thêm một lần nữa. Sư hỏi: vì sao lại muốn đảnh lễ ta thêm nữa? Dạ, đó là con lễ thay cho hài nhi trong bụng. Vị sư hoan hỷ nói: được rồi, ta thu nhận bé. Nếu đã muốn cho cháu làm đồ đệ ta, thì sau này có xảy ra chuyện gì, nhớ cho ta hay. Khi thai nhi được 6 tháng, ngày nọ, mẹ của Trương giáo sư muốn ăn một món chay ngon mà tiệm ăn lớn ở Đài Bắc mới có bán. Trương giáo sư là người con chí hiếu, luôn muốn làm mẹ vui lòng nên ráng sức đi mua. Khi bà ra khỏi nhà, bước lên xe buýt rồi, lạ một điều là người trên xe đều thấy bà mang cái bụng to thù lù, nhưng chẳng ai muốn nhường chỗ cho ngồi. Thậm chí có kẻ còn vờ như nhắm mắt lại để khỏi phải thấy, và không ai thèm lý tới bà. Vì vậy Trường giáo sư phải đứng suốt. Bỗng nhiên xe tông phải vật nặng thắng gấp, khiến bà té nhào, động tới cái thai, phải chở đi cấp cứu. Tối đó bà đau bụng dữ dội. Lúc này thai nhi chỉ mới hơn 6 tháng, nhưng bà đã sanh non. Bé tuy hình dáng còn rất nhỏ, nhưng có thể nhìn ra đây là một bé trai vô cùng xinh đẹp, tuấn tú. Bác sĩ bảo do hài nhi sinh quá sớm, họ đã làm hết sức mình, nhưng có cứu sống được bé hay không thì không dám bảo đảm. Vì vậy Trương giáo sư đừng quá kỳ vọng. Trương giáo sư hết sức tự trách, giận mình không chịu an phận ở nhà để con trẻ được bình an sinh ra. Hiện tại bé chỉ có thể nằm trong lòng kính. Bà rất mong Phật Bồ Tát sẽ gia trì cứu bé. Nhưng bà sực nhớ đến vị sư cách đây không lâu đã ghé qua nhà bà, nên gọi điện báo cáo: thưa sư, con đã sinh rồi, em bé còn quá nhỏ.
nhưng con hy vọng có thể cứu được nó. Sư hỏi, con muốn cứu nó à? Tốt, vậy hãy làm theo yêu cầu của ta. Từ hôm nay, hãy bắt đầu ăn chay 100 ngày. Con thường tụng kinh gì? Dạ, con chuyên tụng Bạch Y Thần Chú ạ. À. Được rồi, vậy thì con cứ tụng chú này. Nhưng phải tụng một vạn biến nha. Nếu muốn cứu cháu, thì buông điện thoại xuống là tụng ngay đi. Lúc này Trương giáo sư đang ở bệnh viện, nghe sư phụ dạy như vậy thì vội tụng Bạch Y Thần Chú không ngừng. Ngoại trừ lúc ngủ nghỉ ra, thời gian còn lại đều tụng suốt. Không bao lâu bệnh viện bảo Trương giáo sư có thể về nhà. Về nhà rồi, hàng ngày bảo trước Phật tụng chú, ngày ngày đều như thế. Khi bé được 1 tháng, tối đó bà bỗng thấy ác mộng. Trong mơ, đứa bé cứ kéo lôi bà cũng giằng lại. Bỗng bà buông tay ra, mặt đứa bé đen thui. Bà giật mình tỉnh giấc, nghĩ điềm mộng này ắt chẳng lành. Bèn báo chồng gọi điện đến bệnh viện, hỏi thăm xem con thế nào rồi. Lúc này đã 3 giờ sáng. Chồng bà ngại nên chưa gọi điện. Trong lúc ông do dự thì bệnh viện đã gọi tới báo tin đứa bé vừa qua đời lúc 3 giờ khuya. Trương giáo sư nghe vậy thì bật khóc. Sáng ra khoảng hơn 6 giờ, vị sư ở Đài Trung đã bao xe đến nhà họ. Vừa vào cửa sư liền bảo, chúc mừng bà. Trương giáo sư ngơ ngác thầm nghĩ, thằng bé con mình vừa mất, sao sư lại chúc mừng? Nhưng sư đã lên tiếng hỏi, phải chăng hài nhi ra đi lúc 3 giờ sáng? Trương giáo sư rất kinh ngạc nói, sao ngài biết được? Sư kể rõ nguồn cơn. Hồi hôm nay khoảng 12 giờ khuya, đứa bé đến từ biệt sư. Nó nói, con vốn muốn đem bà ấy đi, nhưng hiện tại vô phương đoạt mạng bà. Bởi vì bà đối với mẫu thân một bề hiếu thuận. Mẹ bà muốn ăn chi, bà dù mang thai cái bụng to thè lè cũng ráng đi mua đồ cho mẹ. Và do bị gặp tai nạn xe như thế, khiến con không đủ khí lực để sống trong bụng bà. Con vốn định vào đúng ngày sinh nhật 34 tuổi của bà sẽ bắt bà đi. Ta hỏi nó, con theo bà rốt cuộc là có oán thù gì? Thằng bé nói, đây là mối thù truyền kiếp. Cách đây nhiều đời, bà từng là tham quan, đã phán án sai, khiến nó bị chết oan. Vì vậy, nó để bà từ lúc hoài thai là bắt đầu bị hành hạ, chính là trả mối thù lúc nó bị tra tấn trong ngục. Nó khiến bà hút đầu vào tường, kêu chồng con đánh đập mình, là để rửa mối hận lúc nó còn ở trong ngục thọ cực hình tàn khốc. Nhưng hiện tại, từ lúc bà sinh nó ra rồi thì không ngừng niệm Phật. Do bà niệm Phật nên chung quanh bà luôn được Phật Bồ Tát che chở chúc phúc. Vì vậy nó vô phương tiếp cận, không có cơ hội để bắt bà đi. Nhưng nó chẳng cam tâm, luôn chờ đợi. Do trong nhà bà có Phật đường, nó không cách chi vào được. Vì trong nhà bà luôn được các tôn tượng Phật bảo hộ, che chở, cho nên hiện tại nó không đủ sức. Con muốn kéo bà đi cũng không được, đành phải bỏ đi. Bà không nên lưu luyến đứa bé này. Nó đến là để báo thù, muốn đoạt mạng bắt bà đi. Nghe vậy, lúc này mẫu thân của Trương giáo sư mới kể ra việc khuất tất trong dòng họ. Dòng họ Trương giáo sư phát sinh chuyện rất kỳ lạ. Ông nội, ông cố, phụ thân bà đều đúng ngày sinh nhật năm 36 tuổi thì tạ thế. Điều này xảy ra liên tục suốt 5 đời. Các trưởng nam của dòng họ đều vô phương sống quá 36 tuổi. Số mệnh họ cứ đúng vào ngày sinh nhật 36 là lìa nhân gian. Còn phía con gái thì các trưởng nữ cứ đến ngày sinh nhật 34 là tạ thế, không ai thoát khỏi. Chuyện này mặc dù mẫu thân bà biết rất rõ, nhưng không dám nói cho Trương giáo sư nghe, vì sợ con mình sẽ bị kích động. Bởi vì Trương giáo sư cũng là trưởng nữ. Đây là lý do vì sao mẹ Trương giáo sư kiên quyết muốn bà phá bỏ thai đi. Trương giáo sư có 3 trai, mỗi mỗi đều ưu tú, nhất là cậu cả. Tốt nghiệp đại học xong thì đi Mỹ du học,
sau đó thành gia lập nghiệp. 2 năm trước, Trường giáo sư từ Mỹ sang thăm con trai thứ hai và con trai út tại Đài Loan, thì bỗng nhận được điện thoại báo tin cậu cả đang tắm bỗng bị ngạt thở, hiện đang cấp cứu. Khi bà vừa đến Mỹ thì cậu cả đã qua đời. Điều này đối với bà như sét đánh ngang tai, khiến bà suy sụp té xỉu. Nhờ mẫu thân khuyên giải nên bà ráng nén đau đớn để lo xong 49 ngày cho con. Lúc này hầu như bà đêm ngày đều khóc, ai an ủi cũng vô dụng. Con trai út của bà cũng tới Los Angeles, thậm chí phải nghỉ công tác để khuyên dỗ mẹ nguôi sầu. Trường giáo sư cũng hy vọng mình có thể thoát ra khỏi nỗi đau. Thế là bà nảy ý đến một ngôi chùa mà thuở giờ chưa từng ghé qua, hy vọng Phật Bồ Tát có thể giúp tâm tư bà bình ổn lại. Từ 10 năm trước, Trường giáo sư đã biết có ngôi chùa này, nhưng chưa bao giờ đến viếng. Hôm đó, bà đi cùng chồng và con trai út. Vừa vào cửa thì thấy trong Phật đường có 2 người. Một vị là Pháp sư Hương Cảng, một vị là cư sĩ tại gia. Vị tu sĩ Hương Cảng vừa thấy bà Trương thì nhìn chăm chăm, mà Trương giáo sư lúc đó hễ thấy người thì khóc. Pháp sư liền hỏi nguyên nhân, biết việc rồi, ông luôn mồm bảo Trương giáo sư. Tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng Pháp sư xin số điện thoại của bà và hẹn ngày mai gặp. Sau đó mỗi tuần, ông đều hẹn gặp và trò chuyện cùng bà. Ông thường nói, thế gian vô thường, luôn có sinh ly tử biệt. Mục đích là để an ủi cảnh tỉnh bà, nhưng bà chẳng thể nào thoát khỏi vực thẳm khổ sâu. Thực sự thì cả đời Trường giáo sư chưa làm điều gì đáng thẹn với lương tâm. Tại Đài Loan, bà một bề tham gia công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ biết bao người, không hiểu sao lại gặp phải cảnh này. Một hôm Pháp sư gọi điện cho bà, mời bà đến rồi bảo, tôi rất muốn giúp bà, nhưng phải đúng bệnh do thuốc. Nhưng tôi ra không ra nhân quả khuất tất nên vô phương giúp bà. Tôi có thỉnh một tượng Quan Thế Âm từ Đại Lục hiện để tại Phật đường của mình. Bà có thích Bồ Tát Quan Thế Âm không? Dạ, con từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ Bồ Tát Quan Thế Âm ạ. Pháp sư bảo, tôi sắp thế này, để thỉnh Bồ Tát Quan Âm về nhà. Trước tiên, bà hãy đi mua 66cm vải vàng, 2 bó hoa cúc, cùng hoa trái đèn hương, rồi sáng mai tới thỉnh. Hôm đó, bà cùng con trai đi đến tiệm vải để chọn. Trong đây, vải vàng rất nhiều. Bà do dự chẳng biết mua loại nào, thì bỗng thấy một khúc vải rất đặc biệt, liền cầm lên chuẩn bị trả tiền. Bà chủ tiệm nói, khúc vải này không bán, vì nó ít quá, mua về cũng không thể dùng làm gì. Trương giáo sư liền đo xem, kết quả vừa đúng 66cm. Thế là bà liền mua ngay. Bà đi qua hàng hoa, tiệm còn đúng 2 bó hoa cúc. Bà mua luôn, và hôm sau đi thỉnh tượng Quan Thế Âm về nhà. Từ đó trở đi, trải qua hơn 2 tháng, Trương giáo sư vẫn cảm thấy rất thống khổ, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Lần nọ bà đến chỗ Pháp sư, ông nói, tôi nhất định phải tra cho rõ nhân quả của bà. Chuyện bà không giống như người bình thường, tôi phải dùng cách thức đặc biệt để giúp bà. Rồi ông đưa bà một tờ giấy đỏ và một bao thư, nói, trên tờ giấy này bà hãy viết ra kim, mộc, thủy, quả, thổ. Thấy bà ngơ ngác, ông giải thích, kim là viết về gia thế, gốc gác, xuất sinh. Mộc là viết về bạn bè, công việc. Thủy là viết ra tên họ, toàn gia. Quả, kiếp này bà có quan khuất gì. Thổ, bà có nguyện vọng gì. Nhưng mà cần chú ý một điểm, tuyệt đối không được cho bất kỳ ai xem, bao gồm cả chồng, con bà và ngay cả tôi nữa. Viết xong rồi á, thì tại ngày giờ tháng năm đó, đối trước phương hướng đó, đọc 5 lần, liên tục 3 ngày, đọc tổng cộng 15 lần. Xong đem đốt đi, rồi bỏ tro vào bao thư này, đặt dưới gối nằm.
Trương giáo sư làm y theo lời thầy nói, viết tổng cộng hơn 1.600 từ, đọc đủ 15 lần rồi đốt đi, bỏ vào bao thư đặt dưới gối. Được một tuần, pháp sư gọi điện cho bà hỏi: "Trong thời gian này không có hiện tượng gì phát sinh chứ?" Trương giáo sư đáp: "Dạ không ạ." Đến ngày thứ 10, thầy gọi điện tới nói: "Chúc mừng bà, tôi đã tra rõ nhân quả của bà, giờ hãy mau đến chỗ của tôi." Con trai út bà cũng đồng đi với bà. Đến chỗ pháp sư, bà thấy trên bàn ông đặt một tờ giấy vàng rất lớn, trên ghi chi chít chữ. Pháp sư nói: "Đêm qua tôi ngồi tĩnh tọa suốt đến sáng, cuối cùng từ trong thủy đàn đã tra được hết rồi. Nghĩa là trong nước hiện chữ gì tôi đều chép ra, phải mất mấy tiếng mới chép xong. Tất cả tôi đều ghi hết trong tờ giấy này, bà xem xong thì sẽ hiểu ngay." Sau đó pháp sư bảo bà: "Còn có hai tên này cho bà xem đây." Bà vừa nhìn liền nói: "Hai người này đương nhiên con biết, bọn họ đến đòi nợ con." Pháp sư nói: "Có phải bà rất hận hai người này?" "Dạ đúng." Pháp sư nói: "Bà không nên hận họ, bởi vì đời trước bà nợ họ, đừng hận nữa. Việc gì cũng đều có nhân quả của nó." Tiếp đến, pháp sư đưa tờ giấy vàng cho bà đọc và nói: "Khi đọc đoạn thứ nhất, lòng bà sẽ hết sức sợ hãi. Nhưng đọc đến đoạn thứ hai, bà sẽ rất kinh ngạc. Lúc đọc đến đoạn thứ ba, bà cảm thấy an ủi vô cùng." Thế là bà bắt đầu đọc tư liệu rất dài, vì cả trang giấy to lớn ghi hết chuyện đời trước của bà. Điều đáng ngạc nhiên là câu chuyện nhân quả báo ứng này cũng giống như vị pháp sư Đài Trung từng kể 19 năm trước, nhưng ở đây ghi cụ thể tỉ mỉ hơn, có tên họ hẳn hoi. Đây là câu chuyện Đậu Nga Kỳ Án, nổi danh trong lịch sử mà ai cũng biết. Chuyện hoàn toàn có thật được ghi như sau. Trương giáo sư kiếp trước là quan thái thú Đào Ngột, một tham quan hủ bại, không ác nào mà không làm. Ông đã bắt Đậu Nga hạ ngục, xử nàng chết oan. Đậu Nga nhân đây cùng tham quan kết huyết hải thâm thù, phát thệ đời đời sẽ truy tìm báo oán rửa hận, làm cho gia tộc kẻ thù luôn bị cảnh gia phá nhân vong. Đọc đoạn này bà sợ đến phát run. Sơ lược câu chuyện Đậu Nga Kỳ Án. Dân nữ Đậu Nga từ nhỏ mồ côi mẹ, phụ thân là một tú tài nghèo tên Đậu Thiên Chương. Do muốn lên kinh ứng thí mà không có tiền đi đường, nên đã vay nóng số tiền 20 lạng bạc nơi quả phụ họ Thái. Nào ngờ năm sau, do số nợ lãi suất cao biến thành 40 lạng, ông Chương vô phương đền trả, đành phải đem con gái là Đậu Nga vừa gán nợ vừa làm đồng dưỡng, tức cô dâu nhỏ được nhà trai nuôi từ bé, cho bà Thái. Đậu Nga ở nhà bà Thái được 10 năm thì được gả làm dâu họ Thái, nhưng chưa đầy 2 năm chồng nàng chết đi. Đậu Nga quá bụa đành ở dậy cùng mẹ chồng. Lúc này tại Sở Châu có Trương Lưu Nhi là một tên lưu manh. Hắn hợp cùng lão Trương là cha mình, xúm nhau bắt nạt ức hiếp hai quả phụ nhà họ Thái, ép buộc bà Thái phải lấy lão Trương. Bà mẹ chồng họ Thái vì muốn bảo toàn tính mệnh, bất đắc dĩ phải ưng lão Trương. Nhưng giả tâm Trương Lưu Nhi không dừng ở đây, hắn muốn ép Đậu Nga lấy hắn. Đậu Nga cương quyết từ chối. Trương Lưu Nhi bèn lập mưu hãm hại nàng. Hôm nọ mẹ chồng nàng bị bệnh, Đậu Nga nấu canh bổ đem dâng cho bà dùng. Nhưng Trương Lưu Nhi đã lén bỏ độc vào canh, thầm tính là trước tiên giết chết bà Thái, rồi sau đó ép Đậu Nga thành thân với mình. Nào ngờ lúc đó bà Thái buồn nôn nên không dùng canh. Lão Trương thấy đồ ngon bèn giành lấy ăn sạch. Trong chốc lát thì thuốc độc phát tác, ông ngã xuống lìa đời. Việc xảy ra hoàn toàn ngoài dự tính. Trương Lưu Nhi muốn hại mẹ kế, thành ra giết chết cha ruột. Hắn giang ngoa đổ hết tội giết người cho Đậu Nga và thưa kiện lên quan. Tri phủ Sở Châu vốn là một tham quan, do nhận nhiều bạc của Trương Lưu đút lót nên đã dùng cực hình bức cung,
ép Đậu Nga phải nhận tội. Nhưng Đậu Nga thà bị đánh chết chứ nhất quyết không nhận tội. Do vậy tri phủ bèn chuyển qua tra tấn, đánh đập bà Thái. Thương mẹ chồng vì muốn cứu bà thoát khỏi đòn roi bạo khinh, Đậu Nga đành gạt lệ nhận tội. Thế là nàng bị phán tử hình, bị trói dẫn ra pháp trường. Lúc đó Đậu Nga lòng đầy bi phẫn, nàng chỉ trời đất trách rằng: "Trời ơi, ông để kẻ hiền bị áp bức xử oan mà cũng làm trời hay sao? Đất ơi, chẳng biết phân xấu tốt, thiện ngay mà cũng làm đất hay sao?" Khi đao phủ dung đại đao lên, ánh chớp sáng loè, lúc này Đậu Nga ngước lên trời đọc to ba lời nguyền. Nàng thề rằng: "Nếu đàn bị án oan, khi đao chém qua đầu thì máu không rơi xuống mà bay thẳng đến Bạch Kỳ, không cho một giọt máu tươi nào dính vào thi thể nàng trên mặt đất." Trong suốt 6 tháng đang mùa hạ, trời phải làm tuyết rơi dày 3 thước phủ che thi thể nàng. Nàng chết rồi, toàn phủ Sở Châu phải liên tục bị hạn suốt 3 năm để chứng minh là nàng chết oan. Nàng thề xong, đao phủ vung đao chém xuống, máu nàng quả nhiên bay thẳng lên Bạch Kỳ. Tiếp theo đó là suốt tháng 6 trời giáng đại tuyết phủ che thi thể nàng. Và sau khi nàng chết rồi, Sở Châu bị hạn suốt 3 năm. Ước nguyện của Đậu Nga đã được thực hiện, chứng minh rõ là nàng chết oan. Điều này đã giống lên lời hiệu triệu kinh thiên động địa. Toàn thể bách tính phủ Sở Châu đối với tham quan đào ngột vô cùng oán ghét và cực kỳ cảm thông cho nàng Đậu Nga trẻ tuổi chết oan. Câu chuyện lịch sử này về sau đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều kịch bản sản sinh. Có kịch bản lấy tựa là Tháng Sáu Tuyết Rơi, trải qua 100.000 năm nay luôn được tán thưởng. Tác giả Quan Hán Khanh cũng nhờ đó mà nổi danh và được xem như bậc thầy, một nhà soạn kịch tài ba cấp thế giới. Nhưng trong kịch bản công diễn thì có thêm phần kết cuộc như thế này. Sau khi cha Đậu Nga là Đậu Thiên Chương lên kinh thi đậu làm quan cao, ông phụng lệnh vua đến Sở Châu khảo sát dân tình và phát hiện vùng này bị hạn, suốt 3 năm trời không mưa một giọt. Ông tầm nghĩ nhất định là có án oan, nên suốt đêm đó trong đèn tra lại vụ án Đậu Nga. Bỗng ánh sáng lóe lên, Đậu Nga xuất hiện kể rõ oan tình, xin phụ thân chủ trì công đạo. Đậu Thiên Chương điều tra tỉ mỉ vụ án, cho xử lại và tuyên bố Đậu Nga vô tội, phán tử hình Trương Lương Nhi và cho hành quyết tại Sở Châu. Khi vừa tuyên án xong thì trời mưa như trút. Khi bà Trương đọc đến đoạn thứ hai, đúng là rất ngạc nhiên, vì vào ngày tháng năm đó bà đã viết tờ thiên biểu này, làm y như pháp sư dạy và đốt đi, tất nhiên không để lộ cho ai đọc. Nhưng toàn bộ nội dung này pháp sư đã nhận được đủ và chép lại đúng 1633 từ bà đã viết, giống y như photocopy vậy. Đọc đến đoạn thứ ba, pháp sư đã tra ra và kết luận rằng hiện tại ngay trong đời này Trương giáo sư chưa từng làm việc gì xấu. Lúc còn ở Đài Loan, bà đã giúp đỡ không biết bao nhiêu thanh thiếu niên, nam nữ học tập tốt, khiến họ mở mang trí huệ. Bà là người con hiếu thuận, thờ mẹ hết lòng, việc gì cũng không dám làm trái ý mẫu thân. Nhân đây pháp sư khuyên bà hiện tại nên dốc sức sám hối. Ông nói: "Bà nên chí thành sám hối, chăm chỉ học Phật, tinh tấn tu." Đọc xong đoạn cuối cùng, bà cảm thấy phi thường an ủi, liền đảnh lễ pháp sư, cảm tạ tất cả những gì ông đã làm cho bà. Pháp sư vội nói: "Bà không cần cảm ơn tôi, đúng ra tôi phải cảm ơn bà. Bà biết vì sao tôi tới nơi này hay không? Vì nếu tôi chẳng tra ra chuyện nhân quả của bà, thì không được phép về Hương Cảng." Thế bà Trương ngơ ngác không hiểu, vị tu sĩ liền giải thích: "Sư phụ tôi vốn ở Hương Cảng, đã bế quan rồi. Đúng lý thì phải bất vấn nhân gian sự, không lưu tâm tới việc thế gian nữa. Nhưng do trước đây từng thọ ân bà, có lần bà đã cứu ông, mà trong lúc bế quan, ông phát hiện bà đang gặp nạn rất thống khổ. Vì vậy ông sai tôi
hãy đem tôn tượng Quan Thế Âm này đến Los Angeles tìm cho ra bà. Nếu tìm không được thì đừng hòng về Hương Cảng. Ngày đầu tiên tôi đến đây chỉ biết đại khái tuổi của bà, dù bà ở rất gần, nhưng Los Angeles rộng lớn thế này, tôi biết đi đâu mà kiếm cho ra, nên cứ đinh ninh rằng mình khó bề quay về được. Tôi vào chùa này hỏi thăm cầu mai xem có phụ nữ nào giống như bà tình cờ ghé qua chăng. Nào về hôm sau thì bà xuất hiện. Tôi vừa gặp bà đã nhận ra ngay, đây chính là người mình đang tìm, đúng là người mà sư phụ buộc tôi đến gặp. Nhưng lúc đó tôi không tiện nói rõ, chỉ biết sốt sắng hứa sẽ giúp bà. Giờ đây chuyện nhân quả của bà đã tra xong, tôi sẽ mang tư liệu này về Hương Cảng. Bởi sư phụ tôi muốn giúp bà, nên ở Hương Cảng hiện giờ đang khai đàn, tổ chức pháp hội lễ vạn Phật rất trang trọng quy mô. Bởi vì đây là nợ mạng tiền kiếp của bà, là án quan thiên cổ rất khó siêu độ, phải nhờ đến pháp hội cực kỳ lớn mới mong giải quan được. Hiện tại bà không cần phải lo nữa, tương lai bà sẽ có dịp đến Hương Cảng đảnh lễ sư phụ. Việc bà cần làm hiện thời là nên sám hối mỗi ngày. Trương giáo sư ngay giây phút đó xúc động vì cảm thấy mình tội nghiệp quá sâu nặng, liền từ bỏ công tác đang làm, nguyện dùng những ngày tháng còn lại này chuyên tâm sám hối. Kể xong câu chuyện của mình, Trương giáo sư kết luận: mỗi người chúng ta không nhất định đều phải trải qua những chuyện kỳ dị như thế này, nhưng từ chuyện của người khác chúng ta cũng có thể rút tỉa được những bài học hay. Tôi chỉ tiếc mình sám hối quá muộn. Nếu có thể, mong các bạn trước hãy lo sám hối thì những tội nghiệp vốn có tất sẽ được tiêu trừ. Biết chuyện Trương giáo sư rồi, bút giả xúc động sâu xa nên không ngại ghi hết ra. Hy vọng người khửu duyên có thể nhờ xem câu chuyện này mà tỉnh ngộ, tu sửa thân tâm. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chân thật của bài văn này. Trương giáo sư hiện đang ở tại Los Angeles. Sư huynh của tôi ở tại Mỹ cũng đã từng kiểm tra và xác nhận đây là câu chuyện hoàn toàn có thực. Phúc Đức Hải ghi. Lời người dịch. Nếu bạn đọc thắc mắc, bà Trương tạo tội thọ khổ đã đành, tại sao thân quyến cũng rất quả lây? Nếu từng xem qua các cuốn sách báo ứng rồi, ắt bạn sẽ hiểu là đồng nghiệp chiêu cảm. Tham quan đào ngục ngày xưa không tạo ác đơn độc, mà còn có cả phe cánh của ông. Những quan hệ cấp trên và thuộc hạ cũng có thể biến thành thân quyến đời sau. Cho nên theo luật nhân quả vận hành, có thù thì tìm đến báo, có nợ phải đền. Do vậy mà cả gia tộc bà đều phải nếm cuộc báo thù của Đậu Nga. Tôi đã tìm dịch thêm câu chuyện Thái Minh Thông ở cuốn sách khác, đem sách vào đây nhằm giúp độc giả sáng tỏ thêm về lý nhân quả báo ứng, hiểu rằng một người có thể đầu thai tới lui trong dòng tộc thọ báo tương tục. Khi dịch câu chuyện này xong, tôi rất ngạc nhiên. Trương giáo sư hiện đời là một người phụ nữ đức hạnh, nhưng kiếp trước lại là một tham quan ác độc. Nếu đem so quá khứ và hiện tại thì thấy giống như là hai người khác nhau, tương phản hoàn toàn. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, tham quan đào ngột sau khi xử án Đậu Nga xong, nội việc chứng kiến máu bay lên Bạch Kỳ, tháng 6 trời làm tuyết, và sau đó hạn hán 3 năm, cộng thêm lời dân chúng ta tháng chỉ trích mắng trách, cũng đủ để ông sợ toát mồ hôi, sinh tâm ăn năn hối cải, tu hành cực mạnh rồi. Và chính nhờ cái tâm sám hối, tha thiết tu sửa mạnh mẽ đó, đã chuyển Đào Ngột từ một kẻ ác độc trong kiếp quá khứ thành một kẻ đức hạnh đời hiện tại, bật hết mọi dấu vết xấu xa lỗi lầm. Đến nỗi khi kiểm điểm lại, đã thấy ngay trong đời này y chẳng còn mang theo chút thói ác nào được di truyền từ quá khứ, chỉ có kẻ bị hại là hận thù đời đời theo báo mà thôi. Còn Đậu Nga là một cô gái đặc biệt, thông thường các nàng dâu hay nghịch với mẹ chồng. Nhưng Đậu Nga thì khác, nàng cư xử rất tốt với mẹ chồng,
do không nỡ chứng kiến cảnh bà bị đòn roi, nàng chấp nhận hy sinh, nhận tội, rồi lãnh án tử hình oan. Có thể nói nàng là người có đức hạnh, nên mọi lời thề nguyện của nàng đều thành sự thật. Tôi nhớ đã từng đọc một chuyện của Tây Phương, nhưng không biết chuyện này có thật hay không. Kể về một tử tù bị tuyên án oan, ông đã chỉ vào các nhân vật có chức quyền trong phiên tòa, thề rằng mồ ông sẽ không bao giờ mọc cỏ để chứng minh ông bị oan. Sau đó tại Nghĩa Trang, các mộ khác đều xanh cỏ, chỉ duy nhất ngôi mộ tử tù này là không bao giờ có cỏ mọc. Điều này khiến cho các nhân vật quyền uy trong tòa chột dạ. Họ bèn nhờ người mang cỏ đến trồng trên mộ ông, nhưng cỏ chết hết. Mộ kẻ bị xử oan vẫn mãi mãi không mọc cỏ. Có vẻ như lời nguyện của những kẻ bị án oan có đức hạnh luôn được thực hiện. Thông thường, ở thân phận bình dân, khi mà mọi thứ sở hữu đều khiêm tốn, người ta ít có cơ hội tạo lỗi hơn so với lúc bản thân có chức quyền địa vị cao. Tôi nhớ tới câu chuyện công chúa Thăng Hoa trong tập Báo Ứng Hiện Đời 1-2. Khi làm công chúa, nàng đoạt chồng của dân nữ và giết người không gớm tay. Hễ ai trái ý là nàng giết. Tính nết kiêu căng, trịch thượng, uyên uy, ác độc. Nhưng lúc tái sinh làm thường dân, nàng lại rất hiền lành. Một con cua cũng không dám giết, thậm chí còn thiết tha niệm Phật cầu cho nó đừng bị chồng sát hại, chân chân. Cũng một con người đó, nhưng quá khứ tàn nhẫn ác độc, hiện tại lại hiền lành tốt nết. Tất cả những thay đổi này, nói chung đều xuất phát từ lòng ăn năn hối cải, nguyện dứt ác tu thiện mãnh liệt. Có lẽ nhờ vậy mà khi tái sinh, những người ác đó đã xóa hết tập quán tệ, chỉ còn lại những nết tốt, hạnh thiện, làm hành trang đem theo qua kiếp sau. Đó là điều đáng mừng cho họ, nhưng không phải ai cũng biết giác tỉnh sửa đổi mạnh như vậy. Thật chí lý, khi Phật nói tạo si phước, tức tạo mà không có trí tuệ, là tội nghiệp đời thứ ba. Bởi những phước báu ta tạo quá nhiều, nếu có lên trời hưởng hết rồi cũng sẽ bị đọa. Còn nếu được ở nhân gian hưởng phúc thì sẽ sinh làm người quyền quý, giàu sang. Rồi chính vì những tiền của, quyền lực, tài sắc đó, người ta lại có cơ hội tạo tội nhiều hơn. Cho nên Phật luôn nhắc nhở ta phải tu theo chánh pháp, để đời đời luôn có trí tuệ dẫn lối soi đường, giúp ta không đọa lạc. Tâm sự một nữ kỹ sư. Tôi ở huyện Bảo Thanh, tỉnh Hắc Long Giang, là một phụ nữ mắc bệnh ung bướu nan y. Vào năm 37 tuổi, tôi bị bướu mật thời kỳ cuối. Mật của tôi hiện đã được cắt bỏ, nhưng do cắt bỏ mật vào giai đoạn bệnh đến thời kỳ cuối, nên tình trạng không ổn như lúc mới phát. Bởi vào thời kỳ cuối, những tế bào ung bướu đã phát tán khắp thân, nên dễ tái phát tràn lan. Sau khi cắt bỏ túi mật rồi, thì tử cung tôi lại mọc thêm 3 ung bướu. Tiếp đến buồng trứng bên trái sinh 1 bướu. Chưa đầy nửa năm, buồng trứng bên phải cũng có 1 bướu nữa. Tiếp theo là cổ họng lại sinh bướu. Mọi người nghe tôi nói chuyện giọng khàn khàn. Sức khỏe tôi cực suy, không thể tiếp nhận những cuộc đại phẫu thuật. Do vậy mà chẳng thể mổ tử cung, buồng trứng, vân vân. Riêng yết hầu tôi bị bướu, chỉ cần há miệng dùng kính soi cũng thấy rõ. Nhờ vậy mà bướu ở yết hầu đã cắt được. Hiện tại giọng nói vẫn còn khàn. Sau đó bao tử cũng sinh bướu, trực tràng cũng bị bệnh. Mọi người thường gọi là bệnh trĩ, nhưng thực chất không đúng, nơi đó cũng bị ung bướu nốt. Những thống khổ tôi phải chịu vẫn chưa hết, vì bệnh lại lan đến phổi cực kỳ ác liệt. Nửa phần trên phổi trái có tới 5 ung bướu. Tôi bị bệnh khổ hành hạ dày dò đến hôn mê bất tỉnh. Tôi thường ho ra máu, máu lẫn đầy tạp chất lợn cợn, ho ra từng bụng máu. Tất cả bệnh này của tôi đều do ác nghiệp sát sinh tạo thành. Tôi chuyên bán các ngư cụ đến bắt hải sản và cung ứng đủ loại thủy tộc cho mọi người dùng. Tôi làm việc từ năm 1981, tuy hộ khẩu ở huyện Bảo Thanh, nhưng phạm vi buôn bán mở rộng đến khắp nơi, từ miền quê cho đến thành thị.
Khắp người tôi giờ mắc bệnh ung bướu thống khổ, thể đều do sát nghiệp. Sau này học Phật Pháp rồi tôi mới hiểu. Lúc chưa biết đạo, tôi đã phá thai 2 lần. Đây là đại ác nghiệp. Khi bệnh Phật tôi ngã quỵ trên giường, nằm thở thoi thóp. Tôi nếm đủ mùi khổ, vì khể phía trên vừa ho sù sụ là phía dưới nước tiểu bắn ra ướt quần. Do vậy mà tôi phải lót băng, bởi vừa ho là sóng tiểu ngay, hơn nữa còn bị các bệnh khác dày dò hành hạ, khổ hết chỗ nói. Lúc này bác sĩ tuyên bố tôi chỉ còn sống được 1 tháng. Tóc tôi bạc trắng hết do dùng thuốc và trị hóa chất. Sau đó không thể hóa trị nữa, bởi tôi quá suy yếu, hết tiếp nhận nổi. Do hóa trị một nửa diệt tế bào ung bướu, một nửa là diệt tế bào lành. Mà tình trạng sức khỏe tôi như thế, không thể trị hóa chất tiếp được nữa. Tôi yếu đến không thể đi đứng, chỉ cần nói chuyện vài câu là chóng mặt muốn xỉu. Tôi không thể nói mà cũng không còn sức lực chi. Sau đó, nghe con tôi kể có Hòa Thượng Thể Huệ đang tổ chức Phật Thất, nghe đồn lực gia trì của Phật Thất này rất mạnh. Thế là tôi ngỏ ý muốn tham dự thử. Nhưng ông xã và mẹ chồng lẫn mẹ ruột tôi đều không cho đi. Nhất là mẹ ruột tôi, bà rất cưng tôi, khăng khăng tuyên bố tha để tôi nằm ở nhà trị bệnh mà chết, chứ nhất quyết không cho tôi vào con đường mê tín như vậy. Bà bảo, nếu tôi cứ liều lĩnh đi với tình trạng sức khỏe suy như thế này, e rằng tôi chưa đến nơi thì đã bỏ xác trên hỏa xa. Sau đó con trai tôi ra sức thuyết phục, nó thưa với mẹ tôi, ngoại ơi, xin đừng ngăn cản mẹ cháu nữa. Bà yêu con gái thì cháu cũng biết thương mẹ mình vậy. Nếu cứ để mẹ cháu nằm nhà chờ chết, thì chi bằng hãy cho mẹ thỏa nguyện, được tòa ý đến với Phật Pháp, làm cuộc thí nghiệm thử xem sao. Lúc đó bác sĩ tuyên bố với cả nhà tôi rằng, mạng sống cô này chỉ còn 1 tháng nữa thôi, cô thích ăn gì thì cứ cho ăn. Mẫu thân không cho tôi đi là vì muốn trong thời gian cuối cùng này được bày tỏ hết lòng yêu thương dành cho con gái. Khi mẹ đòi rửa chân cho, tôi thực chẳng nỡ để mẹ làm vậy, nhưng vì muốn làm bà vui, tôi đành để mẹ tùy ý. Không muốn bà phải ôm áy náy sau khi tôi chết đi. Vì vậy mà đành chìa chân ra cho mẹ rửa. Lúc mẹ rửa chân cho, tôi rơi nước mắt đầm đìa. Khi mẹ đồng ý chịu cho phép tôi đi, thì con trai tôi, lúc đó là sinh viên, theo học ở viện nghiên cứu, liền xin nghỉ học để hộ tống tôi đến Phật Thất. Phật Thất tổ chức tại Bảo Lâm Thiền Tự ở Cẩm Châu, Liêu Ninh. Tôi khi đó bước đi không vững, nhờ có con trai và một bà bạn ở Hắc Long Giang, đồng phụ đỡ dìu đưa tôi đi. Đến Phật Thất, hàng ngày tôi phải bái Phật tới 1000 lễ, tu toàn là niệm Phật, lễ Phật. Vậy mà kỳ tích xuất hiện. Tại Phật Thất, sư phụ dạy tôi, khi niệm Phật, gì cũng không nghĩ đến, tâm không tạp loạn, chỉ chú tâm niệm Phật thôi. Rồi sư dạy tôi lễ Phật, tôi thọ bát quan trai giới, hành trì theo đoàn thể. Sau đó trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày, tôi rất mừng vì không còn ho nữa. Thế tôi ngưng ho thì sư phụ bắt tôi lễ Phật, mỗi ngày phải lễ tới 1000 lạy. Mà với tình trạng bệnh lúc đó, tôi đứng còn không vững thì nói gì đến lại. Tôi nghĩ, vì sao sư phụ vẫn bắt con lễ Phật chứ? Thế là tôi khóc, vì lễ không nổi nên tôi bật khóc. Nhưng sư phụ vẫn không mềm lòng, ông cương quyết ép tôi phải lễ Phật. Dù lễ không nổi, vẫn phải lễ. Nghĩa là có lễ được hay không, tôi cũng phải lễ. Tôi lễ Phật được 1 tuần thì sư phụ bèn đi thật nhanh quanh đạo tràng. Tôi cũng phải chạy theo, bởi vì tôi bệnh phổi, trong phổi ứ đầy tạp chất, không thông. Tôi không còn khí lực và nói chẳng ra hơi, vậy mà con phải chạy, rất dễ bị ngạt thở chết. Tôi không dám chạy, nhưng sư phụ khuyến khích tôi bèn thí nghiệm chạy thử, bước từng bước thật nhanh. Ôi chao, từ từ tôi cảm thấy dễ chịu. Thế là tôi yên tâm rảo bước theo sư phụ, lên lên xuống xuống, lòng rất vui. Tiếp đến tuần thất thứ 2, phải leo núi. Sư phụ hướng dẫn tôi đi. Thế ngài leo núi, tôi không dám lên theo, vì sợ mình sẽ chết.
bởi tôi biết rõ sức khỏe của mình không kham nổi. Nhưng sau đó sư phụ đến dìu tôi và nói: Triệu Lệ Bình, con hãy ráng lên núi nha. Tôi nghĩ phải nghe sư phụ thôi, ngài dạy gì tôi đều tuân theo. Thế là tôi ráng sức lên núi. Núi này cao, dốc đứng, đường toàn là dốc. Tôi bò từng bước, lên được tới đỉnh, tôi mừng đến lệ tuôn đầy mặt. Tôi đứng trên núi thầm nghĩ, thật là ngoài sức tưởng, không ngờ mình có thể leo lên và đứng được trên đỉnh núi. Lặng ngắm màu trời biên biết, cây cối xanh tươi, tôi cảm động vô hạn vì chính Phật thất của sư phụ đã cứu vớt và ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Sau đó, tôi tham dự từng đợt Phật thất của sư phụ tổ chức, mãi cho đến hiện tại. Hồi đó, khi tôi bệnh, đầu tóc bạc hết hai phần, còn một phần thì ngả màu tro xám xịt, nhưng tôi vẫn một bề theo sư phụ đã thất. Đến bây giờ, khi các bạn đạo gặp lại tôi, họ đều xích xoa: Ôi chao, tóc Lệ Bình đen lại rồi nè, hay thật đó nha. Họ đứng trước tôi trầm trồ ngắm nghía và cứ khen mãi, tôi thật là vui. Trước đây ở nhà, mỗi khi dùng bữa, tôi đều phải ăn cháo. Vì vậy, khi đến dự Phật thất, tôi rất lo, bởi ở đây toàn ăn cơm. Tôi nghĩ, bao tử mình bệnh nặng như thế, làm sao ăn cơm được? Nhưng sau khi tôi theo dự Phật thất rồi, hiện nay nếp sinh hoạt chẳng hề khác với người. Tôi ăn dễ dàng, hơn nữa mặt mày khí sắc còn rất hồng hào, thật đó. Bây giờ, khi theo mọi người nhiễu Phật, niệm Phật, tôi rất muốn niệm lớn tiếng. Hồi trước, lúc mới tham dự, tôi niệm chẳng có hơi, khó thành tiếng. Bây giờ, tôi có thể niệm ra tiếng và còn niệm lớn. Về các bệnh khác như ung bướu tử cung, buồng trứng vân vân, hiện tại tôi chẳng thèm đi khám hay kiểm tra chi. Tôi tự biết nó đã ổn, vì sao ư? Tôi ba mươi mấy tuổi bắt đầu bị ung bướu, bặt kinh nguyệt đã 3 năm. Trước đây bác sĩ từng nhắc tôi phải lưu ý, hễ thấy có hiện tượng ra máu lần nữa thì coi như tiêu ma. Tôi hỏi, tại sao? Ông đáp, tử cung bà đầy bướu, nó mọc chen chút dồn ép. Nếu mà dở ra, ắt là đại xuất huyết, thì phải chết thôi. Lại thêm hai buồng trứng bà đều có bướu, cực kỳ xấu. Sau khi tôi tham gia Phật thất của sư phụ, rồi dự các Phật thất kế tiếp nữa, thì đột nhiên trong thời gian này tôi cảm thấy bụng mình rất đau, đau dữ dội. Xong Phật thất thì sư phụ quay về Đài Loan, còn tôi thì về quê mình ở huyện Bảo Thanh, thầm nghĩ nếu sư phụ mở Phật thất nữa thì tôi sẽ tham dự tiếp. Về nhà rồi, tôi bỗng thấy phần bụng của mình cực kỳ nóng, như có luồng điện đang nung nấu và tỏa khí nóng khắp bụng dưới, khiến tôi cảm giác có chút đau. Tôi thầm nghĩ, vì sao lạ như vậy? Tôi thấy tình cảnh mình có thể giống như lời bác sĩ từng cảnh báo là mạng sống sẽ tiêu ma, e xảy ra đại xuất huyết, nên vội lao vào nhà vệ sinh. Bỗng nghe hạ thể kêu xoa một tiếng lớn, rồi trong bụng có vật gì tuôn ào ra. Tiếp theo là cảm giác thư thái dễ chịu. Khi tôi đứng dậy nhìn vào bô, thấy toàn là máu đỏ, trong đó có một khối u hình tròn cỡ cái chén nhỏ. Mặt bằng phẳng nhưng xung quanh giống như hoa sáu cánh. Sau đó tôi chẳng biết bệnh tình mình tốt hay xấu, liền đi bệnh viện siêu âm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Bác sĩ kiểm tra xong bảo, bệnh bà lành rồi, không sao hết. Từ đó tôi hồi phục như người bình thường, chỉ còn bệnh phổi, nhưng tôi dứt khoát không đi khám trị gì nữa, bởi tôi nghĩ đầu tóc mình đã đen lại, bệnh dù không lành hoàn toàn thì thể lực tôi cũng rất tốt, khỏe như thế này là đủ rồi. Hiện giờ tôi đã có thể làm việc sinh hoạt bình thường như bao người. Nhờ căn bệnh khốc liệt này của tôi mà bố mẹ, mẹ chồng, mẹ ruột, chú út, thím út, em trai, em gái vân vân, tất cả thân nhân từng chứng kiến cảnh tôi từ bệnh thoi thóp đến khỏe an, và bây giờ việc gì cũng có thể làm được, thì ai nấy đều tán thán Phật Pháp thực vi diệu không thể nghĩ lường. Không chỉ khen như vậy thôi đâu, mà tất cả bọn họ đều xúm nhau ăn chay niệm Phật hết ráo. Bố chồng tôi năm nay 81 tuổi,
Trước năm 1949, ông là nhà cách mạng lão thành, lập chiến công, huân chương nhiều. Ông chỉ tin chủ tịch Mao thôi, ngoài ra không tin gì khác. Nhưng bây giờ tất cả đều làm giống nhau, quay sang ăn chay niệm Phật, tu tinh tấn. Chú hai, em chồng tôi, trước đây là chủ tiệm ăn Bảo Thanh nổi tiếng. Vì đây là nhà hàng bề thế nổi danh, ai cũng biết. Ngày nào cũng có giết một số lượng Phật rất lớn. Vì lúc nào cũng có người đặt tiệc ít nhất 10 bàn, nên tiệm phải giết đủ thứ hải sản tươi sống, gồm cá, tôm, cua, hải sâm, vân vân, nghĩa là sát sinh vô số, không thể đếm hết, và thu được rất nhiều tiền. Nhưng thông qua cơn bạo bệnh của tôi, vợ chồng chú hai cương quyết bỏ nghề. Họ chuyển đến phố Thông Hoa làm công cho người, triệt để từ bỏ nghiệp sát. Từ khi chứng kiến cảnh trạng của tôi, không riêng gì người nhà tôi quay sang ăn chay niệm Phật, mà kể cả các bạn khắp huyện Bảo Thanh, ai cũng đều tin sâu Phật Pháp. Tu hành chân chính là như thế. Tôi đặc biệt tri ân sư phụ, kể từ khi theo dự Phật thất của Ngài, tôi thu được rất nhiều lợi ích. Không những thân được đại lợi, mà tâm cũng thăng hoa, tiến cao. Tôi học được rất nhiều điều hay từ ân sư. Phật thất của sư phụ không những cứu mệnh tôi, mà còn giúp tôi noi theo đức hạnh cao cả của Ngài. Tôi nói đúng câu này bởi tôi không phải là người tốt. Lần đầu khi nghe mọi người bảo có lão hòa thượng thể huệ từ Đài Loan sang Đại Lục tổ chức Phật thất, khi đó tôi chưa tin đạo, không hiểu gì về Phật giáo nên rất ngạo mạn. Dù không biết rành về Ngài, tôi vẫn mở miệng phỉ báng đàm tiếu. Tôi dùng thành kiến vô thần của mình để đo lường, tưởng tượng xấu, rồi mặc tình phê phán dè biểu. Tôi chê, vị sư này bất hảo đủ điều, không có chỗ nào được hết. Ngay khi viết những dòng này, tôi rất ăn năn, chỉ muốn thốt to lên rằng, sư phụ, con xin thành tâm sám hối với Ngài. Cho đến lúc tôi bị bệnh nặng, nằm bên cửa tử, mới khởi tâm muốn đi dự Phật thất. Vì nghe đồn sức gia trì từ Phật thất của Ngài rất mạnh và linh, tôi đi để cầu may thôi. Những nghiệp ác tôi làm như sát sinh, phá thai, phỉ báng, dèm chê sau lưng Ngài chân chân, tất nhiên là sư phụ biết hết. Ngài biết rất rõ, nhưng vẫn luôn từ ái quan tâm chăm sóc một kẻ đại ác, đại sát sinh, đại khẩu nghiệp như tôi. Bất kể đi đâu, ăn gì, Ngài đều để dành phần cho tôi và giải thích rằng Triệu Lễ Bình bệnh hoạn rất suy yếu, hãy đem cho cô ta dùng. Tại Phật thất, Ngài cứu mạng tôi bằng cách giáo hóa, vừa nghiêm khắc vừa bao dung. Và một kẻ ngạo mạn vô thần như tôi đã bị đức hạnh cao tột của Ngài cảm hóa chiết phục. Sư phụ càng đối tốt, càng ưu ái, thì tôi càng cảm thấy ăn năn xấu khổ, càng bội phục và tri ân. Từ đó tôi thành tâm theo dự các Phật thất của Ngài liên tục gần 3 năm. Tính ra sư phụ đã tổ chức hơn 50 Phật thất. Trong suốt thời gian này, sư phụ không phải chỉ đối tốt với riêng mình tôi, mà là với tất cả. Vì vậy mà tôi rất tôn kính Ngài. Nên khi bệnh lành rồi, tôi vẫn còn muốn theo dự Phật thất của sư phụ, vì muốn học theo đức hạnh của Ngài. Lúc tôi ở Ngũ Đài Sơn, có gặp một cô bé khoảng 16 tuổi, người Tây An. Em mắc chứng bệnh, hễ ăn vào là ói. Trước đây em vốn rất xinh đẹp, khả ái, thanh tú. Nhưng từ khi bị bệnh, em tăng cân vùng vụt, từ 45kg thành 85kg, phục phịch mập phù. Em đi khắp nơi tìm thầy, do em là cô nhi, không cha mẹ, nên rất đáng thương. Sư phụ cũng cho phép em đi theo Ngài. Lúc đó tôi nghĩ, sư phụ sao lại làm như thế? Con bé này bị chứng nan y, Ngài dẫn nó theo bên cạnh, lỡ như mà bệnh không khỏi thì sẽ tổn thanh danh của Ngài. Lúc đó tôi vì lo cho sư phụ nên nghĩ vậy, nhưng sư phụ chẳng hề quan tâm tới điều này. Ngài bảo tôi, Lễ Bình à, con bé đáng thương lắm, con hãy xem nó như con và quan tâm chăm sóc nó nha. Con bé đó một bề đi theo tham dự các Phật thất của sư phụ cho đến tận Ngũ Đài Sơn. Sau đó thì nó không theo nữa, vì bệnh đã hết, nó phải về nhà làm việc.
Suốt thời gian theo sư phụ, tôi học được rất nhiều bài học quý từ đức hạnh của Ngài. Những phẩm chất cao thượng mà thuở giờ tôi chưa từng chứng kiến qua. Cho nên dù bệnh lành rồi, tôi vẫn tiếp tục tham dự Phật thất của sư phụ. Tôi rất muốn học tập theo Ngài. Trong lòng tôi, Ngài là một cao tăng đức hạnh cao tột, là một đạo sư cực kỳ vĩ đại trên thế gian. Ngài đã làm tôi khâm phục, cảm động đến rơi lệ. Càng theo sư phụ đã thất, tôi càng thấy đức hạnh sư phụ chói lọi. Bởi vì trong cuộc sống thế tục này, tôi chưa từng gặp qua ai có phong cách như vậy. Khi tiếp xúc với bậc chân tu mẫu mực như Ngài, tôi mới biết thế nào là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phụ thân tôi vốn là giảng sư cao học, mẹ tôi cũng là giáo sư đại học. Không những tôi tiếp thu đầy đủ tri thức của ba mẹ, mà còn tốt nghiệp bằng cấp cao, nên những người tôi tiếp xúc đều là giới trí thức thượng đẳng. Con trai út tôi là sinh viên viện nghiên cứu Đại học Nông Lâm Vũ Hán. Có thể nói cả đời tôi toàn là tiếp xúc giao du cùng giới trí thức cao cấp thượng lưu. Họ là những người mà tôi coi trọng. Bởi có câu, vạn ngành đều thấp, chỉ học thức là tối cao. Vạn bang giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Đây là lời tuyên bố của cổ nhân. Thế nên trong tâm, tôi luôn vọng hướng theo tôn chỉ này. Thường nhìn và dõi theo giới có học thức tối cao để xem bản thân họ thực sự có tư chất tác phong ưu mỹ, tốt lành như cổ thánh tiên hiền hằng ca ngợi hay không. Nhưng thú thật, sau khi tiếp xúc với sư phụ rồi, tôi mới phát hiện sư phụ cao tột sáng chói, vượt xa giới trí thức thượng lưu rất nhiều. Thỉnh thoảng, những lúc đi kinh hành nhiễu quanh Phật, tôi thầm thú nhận, Bạch Thế Tôn, bây giờ con đã hiểu và cảm ngộ triệt để câu thập phương thế giới ngã tận kiến, nhất thiết vô khửu như Phật giả. Con xem cùng khắp mười phương thế giới cũng không thấy ai tuyệt vời như Phật. Chư Phật đúng là từ bi và cực kỳ vĩ đại vậy. Triệu Lệ Bình. Vị khách đến sớm. Ngày mai là tiết Thanh Minh rồi. Từ đầu xuân tới giờ tôi bận rộn suốt, không hề được nghỉ ngơi, mệt đến khí lực chẳng còn. Hồi chiều lúc giảng pháp cho chư Phật hữu, tôi đuối đến nói không ra hơi. Quả thật tôi rất thèm có thời gian được nghỉ, nhưng ước mơ này xem bộ cũng khó với tới. Khuya nay ngủ không được, tôi quyết định thức dậy tụng khóa sớm. Như mọi lần tôi kéo rèm mở cửa sổ ra, vừa nhìn bên ngoài thì bủn rủn hết hồn. Tuy còn khuya nhưng bầu trời ở đông bắc tương đối sáng tỏ hơn thành thị. Do tôi chưa chuẩn bị tinh thần, bỗng thấy trước mặt mình hiện sừng sững một nữ quỷ tóc xõa dài, hai chân cách đất, không nhìn rõ mặt mày vì tóc đã che phủ hết. Nếu như bình thường thì tôi không sợ, nhưng hôm nay do chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi hoảng hốt và kinh ngạc đến há hốc mồm. Tự trấn tĩnh một lúc, tôi hỏi thần hộ giới việc này là thế nào. Họ giải thích, cô gái này thường đến đây cũng khá lâu rồi, không ngờ hôm nay bị phát hiện, có lẽ cô cùng người có duyên. Do chúng tôi hằng ngày tụng kinh hồi hướng cho chúng sinh, nên có thể là nữ quỷ này đến để nghe buổi tụng khóa sớm chăng? Thần bảo tôi, nếu muốn giao lưu với nữ quỷ này, xin người hãy định tĩnh, dùng tâm trò chuyện với cô ta. Thế là tôi liền định tĩnh, nhắm mắt lại, dùng tâm để giao cảm. Tôi hỏi nữ quỷ bằng tư tưởng, vì sao cô hiện hình nhắc tôi? Tôi vừa mới hỏi thì nữ quỷ bật khóc. Tôi không hiểu gì, cũng chẳng biết làm thế nào để cô ngừng khóc, liền đưa tay sờ vào cô định dỗ về. Bởi vì tôi chưa bao giờ dùng tay chạm qua chúng sinh cõi quỷ, nên bây giờ vừa sờ vào
phát hiện cảm giác trống rỗng như hư vô. Tôi rất ngạc nhiên và ngơ ngẩn, không biết làm sao để an ủi cô. Nhìn thái độ chưng hửng của tôi, nữ quỷ bắt tức cười lên tiếng. Tôi biết người tên gì, cũng biết người luôn tụng kinh cầu cho tất cả chúng sinh. Tôi nghe kinh đã được một tháng rồi. Hôm nay có ý muốn đến sớm một chút, nào ngờ bị người thức dậy quá sớm và phát hiện. Người mệt như thế mà hằng ngày còn bỏ công để tụng kinh cầu cho chúng tôi, thật rất cảm tạ. Ngừng một lát, nữ quỷ lại bảo tôi, xin người hãy niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai, thì lập tức hình dạng tôi sẽ chuyển tốt, không làm người sợ nữa. Bởi tôi e hình dáng quỷ của mình sẽ gieo kinh hãi, cho nên mới cố tình cho tóc xõa dài che kín mặt. Cũng xin người hãy giữ khoảng cách xa tôi một chút, vì loài chúng tôi âm khí rất nặng, sẽ làm tổn hại đến người. Đó là điều tôi hoàn toàn không muốn. Tôi liền làm theo lời nữ quỷ yêu cầu, chắp tay chí thành niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai 10 lần. Kỳ tích xuất hiện, nữ quỷ liền biến thành xinh đẹp, đầu tóc vén lên gọn gàng, khiến tôi đã có thể nhìn rõ mặt. Trông cô rất khả ái. Nữ quỷ xin tôi sau này hãy niệm nhiều danh hiệu Phật cho, vì rất có ích cho chúng sinh. Tiếp đến, cô kể tôi nghe, cô là người sinh ra ở địa phương này, năm 19 tuổi thì nhảy lầu chết. Cô kể mình hiện là oan hồn cô độc, do tội tự tử nên không được đầu thai, phải ở cõi âm thọ khổ, làm quỷ phiêu bạt vất vưởng trong nhân gian. Tôi hỏi, vì sao cô chẳng đọa địa ngục? Cô đáp, ác nghiệp của tôi chưa đáng phải vào địa ngục, nhưng dù tôi không xuống địa ngục, thì những khổ hình phải nếm qua cũng không khác địa ngục là bao. Bởi vì hàng ngày cứ đúng giờ cắt tôi đã tự sát chết như thế nào, thì phải tái diễn lại y hệt vậy, nghĩa là tôi phải tiếp tục đứng trên lầu nhảy xuống tự tử, nếm lại cảm giác dông thân đau đớn tột cùng. Tôi đã phải diễn cảnh nhảy lầu này suốt 10 năm rồi, ngày nào cũng phải tái hiện cảnh tự tử như thế, khổ không thể tả. Chưa kể kiếp quỷ bất như ý, vất vưởng đói khát, khổ hơn làm người ức vạn lần. Nếu biết thế này, tôi đã không tự tử làm chi? Nữ quỷ kể 10 năm trước, sau khi cha mẹ cô ly hôn rồi, tòa phán quyết cô về ở với mẹ. Nhưng mẹ cô tục huyền, thành ra cô có cha ghẻ. Sau đó, vì ông cha ghẻ đồi bại này cưỡng hiếp cô mách lại với mẹ ruột. Nhưng bà chẳng những không tin mà còn đuổi cô ra khỏi nhà. Thế là cô phẫn uất đứng từ trên lầu nhà mình nhảy xuống tự sát. Cô còn mách rõ địa chỉ nơi nhà cô ở, bảo rằng nếu không tin thì tôi có thể điều tra kiểm chứng. Cô nói, chẳng phải là nhà đồ đệ người ở gần nhà tôi hay sao? Vì cách nhà mẹ tôi chỉ có 11 căn. Chiều đó tôi có phái đồ đệ đi điều tra sự tình, đúng là đã tìm ra nhà mẹ nữ quỷ. Khi hỏi thăm, láng giềng cũng xác nhận là thật có việc này. Nữ quỷ lại kể tôi nghe cô đã báo thù mẹ và cha ghẻ, làm cho bố dượng bị mắc bệnh ung bướu ác tính, còn mẹ cô phải ly hôn. Cô vừa kể vừa khóc, than rằng vì sao cô báo mộng cho mẹ, xin bà tụng kinh cho cô, nhưng bà lại chẳng tin. Cô bảo tôi, cô làm cho mẹ bị giả quỷ hành hạ, thân thể không an, ngày đêm khốn đốn. Cô muốn mẹ tin nhân quả, sám hối những tội lỗi bản thân bà đã làm để tương lai thoát khổ. Tôi cảm động vì cô tín nhiệm tôi, cảm tạ cô cho biết sự thật. Tôi rất não lòng vì thấy cô quá đáng thương, mới 19 tuổi đầu, mà sao cô quá khổ như thế? Tôi khuyên cô hãy buông bỏ oán hận và hứa sẽ sai đồ đệ đến tìm mẹ cô. Tôi giải thích hiện tại sức khỏe tôi không tốt, nên tôi muốn ở nhà nghỉ dưỡng. Tôi sẽ nhờ đồ đệ liên lạc với mẹ cô, bởi vì tôi chưa từng quen biết bà. Nếu kể rõ mọi việc về tình cảm và tâm nguyện của cô, nhất định mẹ cô sẽ hiểu và tin, minh bạch nhân quả. Cô nghe xong rất mừng, còn khoe rằng cô nghe tôi tụng kinh Địa Tạng đã một tháng rồi, khoảng 6 tháng nữa cô sẽ được sinh về cõi trời, đến một nơi rất tuyệt mỹ. Cô còn nói, người thế gian hiện tại ngu giống y như tôi hồi xưa.
tuy được mang thân người, nhưng đa số bọn họ thấy đều không biết trân quý. Vì vậy, người nhất định phải viết ra, tả rõ về nỗi khổ của tôi cho mọi người biết, khuyên họ không nên tự tử, phải hiểu rằng quả báo tự sát là rất đáng sợ, rất thống khổ, chẳng thể tưởng tượng nổi đâu. Được mang thân người là rất quý hiếm mà không biết. Nếu cứ mê muội phụ bỏ thân người, rồi sa vào cõi quỷ thì sẽ khổ vạn bội. Thống khổ này không kể xiết, may nhờ có người và chư vị khác tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các oan hồn cô quỷ, nên tôi còn phúc duyên may mắn đến nghe mà tương lai được thăng thiên. Nói xong, cô bảo tôi, gà gáy rồi, tôi phải đi ngay vì tôi không thể nhìn thấy Thái Dương. Nữ quỷ đi rồi, tâm tư tôi trở nên nặng nề, thầm nghĩ. Người thời nay chỉ tin vào những gì mắt họ nhìn thấy, hoàn toàn chẳng biết bệnh trên thân mình là do oan gia trái chủ tìm đến để trả thù, báo oán. Người ta ngày ngày vào bệnh viện mà chẳng biết ở nhà nên tụng kinh, phóng sinh, sám hối, thành tâm ăn năn, lo tịnh hóa thân khẩu ý, phục thiện để cứu chuộc các tội đã làm. Mà dù họ chịu thực hành đi nữa, nhưng chỉ cần tụng vài biến kinh chưa thấy có hiệu quả, thì đã vội kết luận là Phật gạt lừa người, rồi vứt hết công phu tu. Tại sao bọn họ không chịu nghĩ đến bản thân mình, nhiều đời nhiều kiếp đã từng tạo biết bao tội nghiệp chứ? Con người thói thường làm gì cũng muốn thu vào, không chịu cho ra. Hiện tại tôi rất đuối mệt vì chuyện giao tiếp, bởi tính tôi hay nói thẳng, dễ đắc tội với nhiều người. Nhưng các bạn có biết không, hiện nay người nói lời thật không có nhiều đâu. Tôi viết như vậy không có ý gì khác, chỉ muốn nói rằng những lời xây dựng giúp bạn hoàn thiện phẩm hạnh thì nên chịu khó lắng nghe, tiếp thu. Ngày mai là tiết Thanh Minh rồi, người ta sẽ đốt vàng mã bên đường rất nhiều, nhưng tôi không thấy vui chút nào. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì tôi nghĩ, thay vì đốt vàng mã, các bạn nên tụng nhiều bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho người đã khuất, thì tổ tiên và thân nhân các bạn sẽ được nhiều lợi ích. Nếu có thể tu sửa bản thân, ăn chay, hành thiện, phóng sinh, bố thí, tụng kinh, v.v., đem công đức đó hồi hướng cho quyến thuộc nhiều đời tiêu nghiệp, siêu bạc toàn bộ thân nhân đã khuất, thì đây mới là đại hiếu chân chính. Đang viết đến đây thì chợt nghe ông lão dưới lầu qua đời, con cái báo hiếu bằng cách mướn nguyên đội nhạc, cho đàn trống rùm beng, diễn tấu sùm, có đủ các khúc ca cổ lẫn ca tân. Mắt tôi bỗng ướt đẫm. Trời ạ, đến bao giờ người ta mới hiểu và chịu thực hành hiếu đạo chân chánh đây? Xem bộ hôm nay đội nhạc đang hòa tấu ầm ĩ kia sẽ quấy rầy tôi và cả khu phố này suốt đêm. Chân ngữ. Lời người dịch. Trước đây khi nghe ngài tuyên hóa giảng là những người tự tử chết đi rồi, ngày nào cũng phải diễn lại cảnh tự sát của mình, tôi hoài nghi không tin. Nhưng bây giờ câu chuyện này đã khiến tôi phải suy gẫm. Thêm nữa, Kinh Phật nói rằng danh hiệu Phật có uy lực thù thắng vi diệu vô cùng, do công đức tu tập hoàn hảo và đại nguyện của các ngài chiêu cảm nên. Chúng ta ở cõi người, có muốn kiểm chứng thì cũng là kinh nghiệm cá nhân tự biết, do không phổ cập nên ít người hiểu rõ. Khi dịch câu chuyện tới chỗ nữ quỷ yêu cầu niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai, là một trong bảy vị Phật được nêu danh xưng niệm trong bài thí thực cúng phong, thì nhan diện cô lập tức chuyển tốt, chứng tỏ cổ đức khi biên soạn bài kinh này đã hiểu sự huyền diệu của các thánh danh. Ở cõi người chúng ta không thấy biến hình rõ rệt và nhanh như cõi quỷ, nghĩa là khi các pháp hội lễ sám được tổ chức, các chúng sinh vô hình đến nghe kinh, phát tâm hoan hỷ, thiện lành, nhờ đó mà sắc thân chuyển tốt. Nếu là quỷ đói thì được no đủ, thậm chí còn được chuyển sinh sang thiện cảnh ngay, nhờ chuyển ác tâm thành thiện tâm. Do đó mà chư thánh xưa thường tổ chức lập đàn tràng sám pháp, cầu cho người dương kẻ âm, trên bờ dưới nước, vân vân. Nhưng để người cầu cho vẫn không bằng tự tu. Kinh cũng giải thích, nếu nhờ người cầu hay tạo phúc cho thì người thực hành sẽ hưởng phúc sáu phần,
con kẻ được hồi hướng chỉ hưởng được một phần. Và các kinh điển luôn nhắc, bản thân mỗi người nên tự tu để hưởng trọn thành quả công phu. Kinh Địa Tạng được xác nhận là một bộ kinh tiêu tội tiêu nghiệp, tăng công đức rất nhanh, nhờ uy lực đại nguyện của Ngài Địa Tạng. Nhưng đã có người bệnh nan y, lo phóng sinh, hành thiện, tụng đến 108 bộ mà vẫn không có kết quả. Khi họ hỏi, Quả Khanh giải thích là do người tụng còn ăn mặn. Vì vậy người ăn mặn tụng sẽ không linh, phải cử ngũ tân, ăn chay trì giới, giữ thân khẩu ý thanh tịnh và định tâm chuyên nhất mà tụng sẽ thấy hiệu quả rất nhanh. Việc này xin để độc giả tự thực nghiệm kiểm chứng.